Kính chào các bạn ngày hôm nay, thứ năm ngày 7 tháng 5 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Hồ Duy Hải vụ án làm rung chuyển chế độ. Luật sư Trần Hồng Phong cho biết không loại trừ cạnh tranh chính trị trong vụ án Hồ Duy Hải. Phiên giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải, người bị kết án hai tội danh bao gồm giết người và cướp tài sản 12 năm trước, diễn ra vào sáng ngày 6 tháng 5 tại Tòa án Nhân dân tối cao ở Hà Nội. Vào cuối năm 2014, Hồ Duy Hải đã suýt nữa thì bị thi hành án tử hình. Việc hoãn thi hành án tử hình chỉ được thực hiện trước đó một ngày nhờ sự can thiệp của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang sau khi nghe trình bày qua điện thoại của luật sư Trần Văn Tạo. Phiên xử dự kiến kéo dài trong 3 ngày, từ mùng 6 đến mùng 8 tháng 5 năm 2020, do Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình làm chủ tọa. Hồ Duy Hải không được triệu tập như hai phiên tòa trước, do đây là một phiên xử chủ yếu, xử trên hồ sơ, nhưng luật sư Trần Hồng Phong, người bào chữa chính cho Hồ Duy Hải, được mời tham dự. Đây là bài trên báo Tuổi Trẻ và Đời Sống số 360 ngày 29 tháng 1 năm 2015 với tựa đề Hé lộ lời nhắn, đừng trách tôi đứng ra tuyên án tử hình Hồ Duy Hải, hãy trách người xúi tôi xử. Rất nhiều sự kỳ lạ sau vụ án, đặc biệt là 4 người tham gia trong vụ án Hồ Duy Hải đều bị đột thử, trong đó có 3 công an và 1 kiểm soát viên cao cấp. Ông kiểm soát viên này lại là bạn học của người dì ruột Hồ Duy Hải và là người có lời nhắn kỳ lạ nêu trên. Trả lời đài tiếng nói BBC từ London qua điện thoại vào hôm 6 tháng 5, Hồ Thu Thủy, em gái của Hồ Duy Hải, cho hay cô và mẹ cô đã từ quê nhà ra Hà Nội trước đó một ngày, nhưng hai mẹ con cô không được vào phòng xử, cũng không được đứng gần cổng tòa án. Hiện tôi và mẹ đang đứng cách cổng tòa có vài chục mét, có rất đông an ninh sắc phục bảo vệ quanh tòa, các phóng viên tới tác nghiệp cũng rất khó khăn, Thủy nói. Và mẹ tôi cũng đang rất căng thẳng, lo lắng, không biết phiên tòa giải quyết theo hướng nào vì không được vào cũng không được xem qua màn hình. Hồ Thu Thủy cho hay, lần gần đây nhất gia đình gặp Hồ Duy Hải là cách đây 3 tháng, đó là hôm 14 tháng 2 năm 2020. Khi đó Hải đã khỏe và tinh thần phấn chấn lên đôi chút, vì gia đình thông báo mọi người đang nỗ lực minh oan cho Hải. Gia đình cũng chưa có dịp thông báo với Hải rằng phiên giám đốc thẩm sẽ được mở vào ngày 6 tháng 5 và cũng không biết trại giam có cho Hải biết hay không, Thu Thủy đã nói với đài tiếng nói BBC tại London như vậy. Và sau mỗi phiên xét xử, luật sư Trần Hồng Phong sẽ thông báo cho gia đình về nội dung nhưng không gặp mặt trực tiếp trong suốt thời gian này để đảm bảo tính khách quan. Hiện nay gia đình đã tạm gác hết mọi công việc để lo cho anh Hải và tôi mong phiên xử này thẩm phán phải xem xét thấu đáo, công tâm. Nếu Hồ Duy Hải bị oan thì phải trả lại tự do cho Hồ Duy Hải. Mong người hướng về phiên tòa để đòi lại công bằng, công lý cho Hồ Duy Hải, Thu Thủy đã nói như vậy. Phiên giám đốc thẩm khác gì với các phiên tòa khác? Đây cũng là một câu hỏi được đặt ra. Đây là hình ảnh luật sư Trần Hồng Phong, người theo đuổi vụ án Hồ Duy Hải suốt 12 năm. Theo phân tích của tác giả Võ Văn Quản trên tạp chí Luật Khoa, giám đốc thẩm là thủ tục tố tụng hình sự đặc biệt nhằm xem xét lại bản án, quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật nhưng bị kháng nghị vì phát hiện có vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong việc giải quyết vụ án. Giám đốc thẩm không xem xét lại sự thật khách quan của vụ án, nó chỉ được xem xét trên cơ quan tiến hành tố tụng có sai sót trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử hay không. Trước đó, trả lời phỏng vấn của BBC tại London, vào hôm 4 tháng 11, luật sư Trần Hồng Phong nói tình huống tốt nhất cho Hồ Duy Hải là Tòa án Nhân dân tối cao ra quyết định giám đốc thẩm theo hướng hủy án, điều tra lại như kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Sau đó, trong quá trình điều tra, đi đến kết luận là không đủ căn cứ buộc tội Hồ Duy Hải hoặc tìm ra một nghi can khác. Luật sư Phong cho hay đã có sự vi phạm và sai phạm một cách cố ý của các cơ quan tiến hành tố tụng trong tất cả các giai đoạn của quá trình giải quyết vụ án. Ông nói rằng tại cả hai phiên xét xử, sơ thẩm và phúc thẩm, Hồ Duy Hải đều kêu oan. Dựa trên hồ sơ, vụ án và các bằng chứng thu thập được, luật sư Phong đánh giá rằng việc kết tội Hồ Duy Hải tính đến thời điểm này là không có căn cứ, có thể dẫn đến oan sai và bỏ lọt tội phạm. Ông Phong cũng nói các cơ quan tiến hành tố tụng đã bỏ qua chứng cứ ngoại phạm của Hồ Duy Hải là kết quả giám định dấu vân tay. Bên cạnh đó, dù quy kết Hải dùng dao và thớt sát hại nạn nhân, nhưng cơ quan điều tra không hề thu giữ được tang vật nào như vậy ở hiện trường, mà lại cho người ra mua dao và thớt ở chợ để minh họa cho hành vi phạm tội của Hải. Ngoài ra còn rất nhiều điểm vô lý và mâu thuẫn khác, cũng như có dấu hiệu làm sai lệch hồ sơ vụ án. Luật sư Phong cho hay ông đã trực tiếp đi xác minh và gặp nhiều nhân chứng,
trong đó có ông Đinh Vũ Thường là người mà cơ quan điều tra cho rằng đã nhìn thấy Hồ Duy Hải tại bưu điện. Nhưng ông Thường khẳng định mình chỉ nhìn thấy một thanh niên và không thể nhận dạng. Đây là hình ảnh bà Nguyễn Thị Loan, mẹ của Hồ Duy Hải, kêu oan cho con khóc nức nở trước bờ hồ Hà Nội. Sau lưng là tấm bia ghi tên Lý Thái Tổ. Bà Nguyễn Thị Loan đã đi khắp nơi để kêu oan cho con suốt 12 năm trời. Bà phải bán ngôi nhà đang ở đi và đi ở nhờ nhà anh trai. Ngoài ra, toàn bộ thông tin về đối tượng Nguyễn Văn Nghị là người yêu của nạn nhân Hồng từng bị triệu tập sau đó được thả đã bị rút khỏi hồ sơ vụ án. Dù từng bị xem là nghi can hàng đầu, vẫn theo luật sư Lê Hồng Phong. Còn bà Nguyễn Thị Loan, mẹ của Hồ Duy Hải, từng nói với đài BBC rằng từ 12 năm qua, từ một bà mẹ thôn quê hiền lành, chất phác, bà đã trở thành một người đàn bà dữ dằn, lúc nào cũng đi tới đi lui, bỏ bà mẹ già hơn 90 tuổi ở nhà để đi kêu gào công lý cho Hải. Diễn tiến của vụ án Hồ Duy Hải do luật sư Trần Hồng Phong tóm lược. Trong đêm ngày 13 tháng 1 năm 2008, tại bưu điện Cầu Voi, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, đã xảy ra một vụ giết người. Nạn nhân là hai nữ nhân viên Nguyễn Thị Ánh Hồng, 22 tuổi và Nguyễn Thị Thu Vân, 21 tuổi, bị giết hại dã man, tức là cắt cổ, ở khu vực cầu thang phía sau. Tại hiện trường, cơ quan điều tra thu được nhiều dấu vân tay của hung thủ. Cơ quan điều tra đã triệu tập nhiều nghi can, trong đó có một người tên là Nguyễn Văn Nghị, là người yêu của nạn nhân Hồng. Tuy nhiên, sau đó tất cả đều được thả. Hơn 2 tháng sau, vào ngày 21 tháng 3 năm 2008, Hồ Duy Hải, một thanh niên ở nhà ở cách bưu điện Cầu Voi khoảng 2 km bị bắt giữ. Đây là hình ảnh tử tù Hồ Duy Hải tại phiên tòa phúc thẩm tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28 tháng 4 năm 2009. Sau đó Hồ Duy Hải đã bị truy tố và đưa ra xét xử về hai tội giết người và cướp tài sản. Cả hai phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm đều tuyên án tử hình đối với Hồ Duy Hải về tội giết người. Theo cáo buộc của cơ quan tiến hành tố tụng, Hồ Duy Hải đã dùng dao và thớt có tại bưu điện để sát hại hai cô gái. Thời gian gây án vào lúc 20 giờ 30 phút tối và nhân chứng Đinh Vũ Thường là người đã nhìn thấy Hồ Duy Hải có mặt tại bưu điện vào lúc 19 giờ 39 phút ngay trước khi gây án. Tuy nhiên, tại cả hai phiên xét xử sơ thẩm và phúc thẩm, Hồ Duy Hải đều kêu oan. Theo các luật sư bào chữa cho Hồ Duy Hải, trong đó có tôi, tức là luật sư đã nói, cho rằng việc kết tội Hồ Duy Hải tính đến thời điểm này là không có căn cứ, có thể dẫn đến oan sai và bỏ lọt tội phạm như hung thủ là người khác chẳng hạn. Cụ thể, các cơ quan tiến hành tố tụng đã bỏ qua chứng cứ ngoại phạm của Hồ Duy Hải là kết quả giám định dấu vân tay, tức là kết luận dấu vân tay tại hiện trường không trùng khớp với vân tay của Hồ Duy Hải. Trong khi điều này cho thấy chắc chắn hung thủ hoặc ít nhất tại hiện trường phải có một người khác. Mặt khác, dù quy kết Hải dùng dao và thớt sát hại nạn nhân, nhưng khi khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra đã không hề thu được tang vật nào như vậy. Mà chỉ sau khi bắt được Hải thì cho người ra chợ mua dao và thớt để minh họa cho hành vi của tội của Hải. Ngoài ra còn rất nhiều điểm vô lý và mâu thuẫn khác, cũng như có dấu hiệu làm sai lệch hồ sơ vụ án. Sau khi bị tuyên án tử hình, trong tù Hải kêu oan. Ở ngoài thì mẹ Hải là bà Nguyễn Thị Loan chạy nhờ luật sư làm đơn kêu oan cho con mình. Trong giai đoạn này, có ba luật sư chính là Nguyễn Văn Đạt, cũng là người bảo chữa cho Hải tại các phiên tòa xét xử trước đây. Tôi và luật sư Trần Văn Tạo, nguyên phó giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh. Luật sư Trần Hồng Phong đã kể như vậy. Đây là hình ảnh bưu điện Cầu Voi, nơi xảy ra án mạng, nay đã bị bỏ hoang. Luật sư Phong nói tiếp, bản thân tôi trong quá trình này đã trực tiếp đi xác minh và gặp nhiều nhân chứng, trong đó có anh Đinh Vũ Thường là người mà cơ quan điều tra cho rằng đã nhìn thấy Hồ Duy Hải tại bưu điện. Anh Thường khẳng định mình chỉ nhìn thấy một thanh niên và không thể nhận dạng. Điều này chứng tỏ cơ quan điều tra đã bịa đặt ra tình tiết anh Thường nhìn thấy Hồ Duy Hải. Tôi cũng nhận thấy rất bất thường khi toàn bộ những thông tin về đối tượng Nguyễn Văn Nghị đã bị rút khỏi hồ sơ vụ án, chỉ còn đúng một chữ Nghị trong bản hỏi cung. Trong khi đây là một nhân vật từng bị xem là nghi can hàng đầu, báo chí đăng rất chi tiết khi vụ án vừa xảy ra. Theo đó, tôi đã hỗ trợ gia đình Hồ Duy Hải lần lượt làm các đơn đề nghị giám đốc thẩm từ năm 2011, đơn tố giác đối tượng Nguyễn Văn Nghị từ năm 2015, tố cáo làm sai lệch hồ sơ vụ án từ năm 2017, gửi đến Tòa án Nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân, đề nghị giám đốc thẩm kêu oan cho Hồ Duy Hải. Ghi chú để tránh hiểu sai, ngoài tôi còn có luật sư Nguyễn Văn Đạt cũng làm đơn đề nghị giám đốc thẩm và có thể có luật sư nào khác nữa mà tôi không biết, ông nói. Cuối năm 2014, Hồ Duy Hải đã suýt nữa thì bị thi hành án tử hình. Sau gần 12 năm kiên trì gửi đơn kêu oan cho con, cuối cùng vào ngày 22 tháng 11 năm 2019,
Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã có quyết định kháng nghị giám đốc thẩm. Nội dung phân tích lý do dẫn đến án kháng nghị giám đốc thẩm hầu như trùng khớp với những phân tích và kiến nghị của các luật sư. Như vậy, về vấn đề pháp lý then chốt trong vụ án này là để kết tội được Hồ Duy Hải, phía cơ quan điều tra sắp tới đây là giải quyết được những mâu thuẫn nói trên hoặc tìm ra chứng cứ mới chứng minh Hồ Duy Hải hay một ai khác là thủ phạm thật sự. Vì đây là một vụ án giết người nên phải có hung thủ. Tôi cho rằng việc vụ án được kháng nghị giám đốc thẩm là sự tổng hợp của rất nhiều nguyên nhân. Trước hết là áp lực từ cộng đồng mạng xã hội, cơ quan báo chí, gia đình Hồ Duy Hải và các luật sư qua đơn từ, mong muốn có một sự công bằng, tiệm cận công lý từ các văn bản lưu ý của các tổ chức quốc tế, Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Có người nói với tôi rằng thậm chí có thể từ sự cạnh tranh chính trị của các quan chức cấp cao, và tôi không loại trừ khả năng này. Bất luận thế nào thì việc kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao thực sự là một tin vui, luật sư Trần Hồng Phong nhận định. Luật sư có thể phác họa ra một vài kịch bản sở dĩ có thể xảy ra cho vụ án, từ tốt nhất đến xấu nhất không? Đài BBC tại London đã đặt câu hỏi. Luật sư Trần Hồng Phong nói, theo tôi, tình huống tốt nhất cho Hồ Duy Hải là Tòa án Nhân dân tối cao ra quyết định giám đốc thẩm theo hướng hủy án, điều tra lại như kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Sau đó, trong quá trình điều tra đi đến kết luận là không đủ căn cứ buộc tội Hồ Duy Hải hoặc tìm ra một nghi can khác, cơ quan điều tra sẽ ra quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can đối với Hồ Duy Hải, tức là Hồ Duy Hải vô tội và đã bị kết án oan. Cá nhân tôi tin tưởng đây là một khả năng rất cao, nhất là nếu cơ quan điều tra tôn trọng nguyên tắc suy đoán vô tội. Đây là hình ảnh sáng ngày 6 tháng 5, Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải. Còn trường hợp xấu nhất, nói thật, tôi không nghĩ tới và cũng không tin sẽ xảy ra. Vì tôi là người đã nghiên cứu rất sâu về hồ sơ này, nên tôi có cơ sở để tin rằng hung thủ thật sự không phải là Hồ Duy Hải, ít nhất là theo kết quả điều tra đến thời điểm hiện nay. Nếu nghĩ sâu đi, tôi đã không cố gắng kêu oan cho Hồ Duy Hải như đã từng làm nhiều năm qua. Phóng viên Đài BBC London hỏi tiếp, trong thời gian hỗ trợ pháp lý cho Hồ Duy Hải, luật sư có được tiếp xúc đầy đủ với các thân chủ để bào chữa, có điều kiện cố vấn tốt nhất cho Hồ Duy Hải hay không? Luật sư Trần Hồng Phong nói, thật đáng ngạc nhiên là tôi và các luật sư bào chữa cho Hồ Duy Hải ở giai đoạn kêu oan hiện nay đều không được gặp Hồ Duy Hải trong suốt thời gian qua, mặc dù đã có đơn đề nghị. Nói một cách khác, khách quan, thì luật sư bị hạn chế rất nhiều và kém hiệu quả khi không được tiếp xúc, trao đổi với thân chủ. Mặc dù về lý thuyết, theo quy định thì đây là một quyền của luật sư. Trên thực tế, các luật sư cũng không được tiếp cận đầy đủ hồ sơ vụ án. Nhiều tài liệu đã bị rút khỏi hồ sơ vụ án, chẳng hạn như nay tôi đọc kháng nghị của Viện Kiểm sát, tôi mới biết là Hồ Duy Hải có bản khai không nhận tội vào ngày 20 tháng 3 năm 2008, ngay trước khi bị bắt. Lâu nay tôi có nghĩ bản khai này, tức là 21 tháng 3 năm 2008, là bản khai đầu tiên của Hồ Duy Hải. Đài BBC hỏi tiếp, 12 năm là một chặng đường rất dài. Tại sao cần phải một thời gian dài như thế để giải quyết một vụ án bằng đề nghị điều tra lại từ đầu? Điều này cho thấy điều gì về ngành tư pháp của Việt Nam? Luật sư Trần Hồng Phong nói tiếp, đây là một câu hỏi mà tôi muốn chuyển cho các cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan tư pháp của Việt Nam. Tôi chỉ nói ngắn gọn là việc để kéo dài quá lâu như vậy là không thể chấp nhận được và cũng vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật Việt Nam về thời gian giải quyết đơn tố giác cũng như vấn đề trách nhiệm và thực thi trách nhiệm của các cơ quan tố tụng. Vụ án Hồ Duy Hải là một điển hình về thực trạng này. Là một luật sư đã có gần 20 năm hành nghề, tôi thật sự thấy rất buồn khi nói về thực trạng của ngành tư pháp Việt Nam lúc này. Nói một cách đơn giản là đã không vận hành và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Từ đó dẫn đến sự mất niềm tin của người dân vào sự công minh và khách quan của tòa án, viện kiểm sát, công an. Thật nguy hiểm khi sự vi phạm pháp luật của không ít cán bộ chức năng tư pháp lại nhân danh pháp luật dẫn đến những hậu quả oan sai và ảnh hưởng đến uy tín của ngành tư pháp. Luật sư Trần Hồng Phong đã đưa ra kết luận như vậy. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay, thứ Năm, ngày 7 tháng 5 năm 2020, với bản tin Luật sư Trần Hồng Phong không loại trừ cạnh tranh chính trị trong vụ án Hồ Duy Hải. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de